Nằm trên dãy Trường Sơn có một con đường huyền thoại, đường 20 quyết thắng. Con đường được làm nên bởi những con người có tuổi đời mới vừa tròn 18 đôi mươi. Con đường đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập, niềm tin tất thắng của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đường 20 quyết thắng là con đường của sự đoàn kết, con đường rộng mở đến tương lai. Sau một đêm say tình cùng với đồng bào Ma Con trong lễ hội đập trống, một đêm thổn thức bên đường 20, chúng tôi trở lại bản Cà Rồng 2, xã vùng cao Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Theo chân thiếu tá Võ Doãn Lân, đồn biên phòng Cồn Roang, chúng tôi được chứng kiến một buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra rất trang trọng tại bản. Quân Việt Nam đi trong lòng cứu quân, ước nhân dồn vang lên đường gặp cảnh xa. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Bộ. Người được đứng vào hàng ngũ của đảng lần này là anh Đinh Sức, trưởng bản Cà Rồng 2. Từ một bản trắng đảng viên, đến nay chi bộ đảng bản Cà Rồng 2 đã có 11 đảng viên, trở thành chi bộ mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của đồng bào Ma Con. Kết quả đáng phấn khởi của công tác phát triển đảng viên mới trong đồng bào dân tộc ít người nơi đây có sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của thiếu tá biên phòng Võ Doãn Lân với tư cách là phó bí thư đảng ủy xã Thường Trạch. Thực hiện đề án tăng cường cán bộ, bộ đội biên phòng về địa phương, giữ chức danh phó bí thư đảng ủy ở các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Năm 2010, thiếu tá Võ Doãn Lân đang công tác tại đồn biên phòng Cồn Roang, được tăng cường về cơ sở, đảm trách cương vị phó bí thư đảng ủy xã Thường Trạch. Hơn 5 năm nay, những khe suối, dốc đèo ở 18 bản làng của đồng bào Ma Con in đậm hình ảnh thân thuộc của người cán bộ mang quân hàm xanh. Thiếu tá Võ Doãn Lân cho biết, với nhiệm vụ góp phần xây dựng phát triển đảng ở cơ sở, nâng cao đời sống của người dân, anh luôn ý thức phải vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn gần gũi bà con dân bản để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ. Từ đó, hướng dẫn người dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu, tập trung phát triển kinh tế. Nhờ sự đồng viên giúp đỡ, dìu dắt của những người lính biên phòng, của thiếu tá Võ Doãn Lân, mà trong nếp sống, cách nghĩ của trưởng bản Đinh Sức đã có nhiều thay đổi. Anh chăm chỉ khai khẩn ruộng đất trồng lúa rẫy, ngô sắn, nuôi thêm con heo, con bò trong nương. Nhờ vậy, đời sống của gia đình anh ngày càng khấm khá, gia đình đã có của ăn, của để. Vui mừng từ những thành quả trong lao động của bản thân và gia đình, trưởng bản Đinh Sức đã tích cực tuyên truyền vận động 28 hộ dân trong bản tăng gia sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nhờ đó, mỗi gia đình trồng ít nhất cũng được 1 hecta lúa rẫy. Mỗi nhà còn thả nuôi thêm trâu, bò, lợn, gà và trồng nhiều loài cây hoa màu. Trưởng bản Đinh Sức được dân bản yêu quý, nghe theo, học theo. Tổ chức tín nhiệm bồi dưỡng Đinh Sức để anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Mình dặn để mà vận động bà con làm nương làm rẫy, rồi là tuyên truyền về pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt về là điệu chè này, cơ bạc này, nghiện ngập các thứ, mình phải tuyên truyền từng chi tiết để mà bà con nó hiểu rõ hơn. Trở thành đảng viên mới rồi thì em sẽ cố gắng hết nữa, hết mình nữa để thế nào để trở thành một đảng viên thật tốt.
Từ khi có bộ đội biên phòng về địa phương giữ chức danh phó bí thư đảng ủy, công tác xây dựng đảng tại vùng biên giới Thượng Trạch đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, Thượng Trạch kết nạp được hơn 50 đảng viên mới và đã xóa hết các bản trắng về tổ chức đảng. Các chi bộ đảng đã thể hiện được vai trò của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu rộng, tập hợp đồng bào tại các bản làng ổn định cuộc sống, cũng như xây dựng nếp sống văn hóa trên vùng dẻo cao này. Đi từng bản, gõ cửa từng nhà, đó là việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ làm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào Ma-con ở xã Thượng Trạch. Chị Y Đi, cán bộ y tế bản Nông Mới, mặc dù mới công tác được 3 năm, nhưng chị đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của người cán bộ y tế, được bà con dân bản tin tưởng và nghe theo. Sinh ra và lớn lên ở bản, nên chị Y Đi rất hiểu những khó khăn mà dân bản gặp phải. Người Ma-con hầu như chưa được tiếp cận các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, đường xá đi lại xa xôi, nên mỗi lần ốm đau hay bệnh tật, dân bản đều tự mình xoay sở, phó mặc tính mạng, sức khỏe vào giàng, vào thầy cúng. Thương dân bản, Y Đi đã quyết tâm tham gia vào các lớp học y tế thôn bản, do huyện, do tỉnh tổ chức. Trở lại bản, Y Đi đem hết kiến thức đã học phục vụ bà con. Bản Nông Mới có 28 hộ, thì Y Đi hiện đã làm bà đỡ cho 12 người được mẹ tròn con vuông như ý muốn mà không phải chuyển viện lên tuyến trên. Em chưa đi học về là có người dù xuống dưới trạm đưa con cũng không đi, mà để có người đến thăm cũng không ứng. Thế chứ đến khi em đi học về là em tuyên truyền nói chung là được 90% là bà con nghe em. Có đội ngũ cán bộ y tế tận tụy với dân, tận tâm với nghề như Y Đi, trạm y tế xã Thượng Trạch vừa làm tốt công tác khám chữa bệnh, vừa thường xuyên bám sát địa bàn, phổ biến cho bà con những thông tin mới về chăm sóc sức khỏe, những kiến thức mới trong giữ gìn vệ sinh môi trường làng bản, phòng ngừa dịch bệnh. Đồng bào Ma-con bây giờ đã biết tìm đến trạm y tế mỗi khi ốm đau, bệnh tật, để được các y bác sĩ thăm khám, chăm sóc, cấp phát thuốc và điều trị. Càng khi là vừa đổ bệnh, gia đình có đi cũng thấy mò, nhưng bệnh tình không khỏi mà còn nặng thêm. Sau đó, tôi đã đưa vợ về trạm y tế khám mới biết vợ bị bệnh sốt rét. Qua 2 ngày điều trị tại trạm, bệnh của vợ tôi đã thuyên giảm, ngày mai có thể về nhà, lên nương, lên rẫy kiếm măng. Công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế đã đi vào nền nếp, thuốc được cấp phát định kỳ theo các chương trình y tế. Mỗi năm, trạm đã khám và cấp phát thuốc cho xấp xỉ 1.200 lượt bệnh nhân. Dân bản được điều trị nội trú đúng theo các phác đồ. Nhờ đó mà những chứng bệnh dân bản hay mắc theo mùa, chứng bệnh viêm phổi, sốt rét, các bệnh phụ khoa hay các bệnh liên quan đến đường ruột đều giảm hẳn. Những ca bệnh nặng được chuyển viện kịp thời lên các tuyến trên, con trẻ được chăm sóc đầy đủ hơn. 2-3 năm ở lại đấy là chúng tôi đã phối hợp với chi là đảng ủy, ủy ban bộ đội biên phòng là tuyên truyền cho bà con là họ đã đến đẻ tại trạm, và khi đẻ tại nhà họ vẫn gọi chúng tôi là đến đẻ tại nhà. Trước đây hơn trước đây là không bao giờ họ cho chúng tôi là đẻ, vì họ lên rừng lên rủ lên cho họ đẻ đó. Trong những ngày lên với vùng biên Thượng Trạch, lang thang trên khắp các bản làng xa xôi, chúng tôi vừa cảm nhận cuộc sống của đồng bào Ma-con, mộc mạc, vô tư như con cá dưới suối, con chim trên cây, gắn chặt, kết nối bằng những mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa núi rừng hoang sơ ngày xưa biệt lập, vừa thấu hiểu thêm những gian khó mà hôm nay bà con dân bản vẫn còn phải đối mặt. Thank you.
cuộc sống của người Ma Con muôn đời nay vẫn vậy. Cái khó nhiều khi bỏ lại cái khôn. Từ chuyện mưu sinh kiếm cái ăn cho đến những sinh hoạt thường nhật, nhiều thứ cứ thế lặng lẽ lặp đi lặp lại cùng tháng năm, thách thức con người giữa đại ngàn Trường Sơn xa ngái. Có những mùa hè khô hạn, nước ở các con khe, con suối cạn dần, bà con dân bản phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ngọt. Để có được nước tương đối sạch dùng cho ăn uống, dân bản phải đi bộ hàng giờ vào các khe nước nhỏ không có trâu bò qua lại để lấy nước. Cảm thông trước những khó khăn của người dân, mới đây, ngay bên bờ suối cạn chảy qua bản Côn Roang, đồn biên phòng Côn Roang đã huy động sức người, sức của gấp rút đào giếng. Sau nhiều ngày miệt mài đục từng tảng đá, đào sâu xuống lòng đất, nào vét từng gầu đất, vận chuyển từng bao xi măng, viên gạch, cái giếng nước mang tình quân dân đã hoàn thành trong niềm vui vỡ òa của dân bản. Từ nay, dân bản Côn Roang không lo thiếu nước. Con đường 20 Quyết Thắng được tu sửa, nâng cấp, tạo ra một điều kiện thuận lợi lớn cho bà con dân tộc ở vùng biên giới, cho lực lượng bộ đội biên phòng trong cái xây dựng miền biên giới vững mạnh. Thì bộ đội biên phòng giúp cho bà con là biết là sử dụng cái nguồn nước từ giếng đào để mà hướng dẫn cho bà con lấy nước sinh hoạt, rồi là chống hạn, giúp cho bà con là biết là cái cách quản lý rồi khai thác hiệu quả từ những cái rừng cộng đồng, và nhất là hướng dẫn cho bà con cái cách là nuôi bò, chăm sóc bò và phát triển đàn bò. Trong những năm qua, cái hiệu quả của việc nuôi bò, phát triển đàn bò là khẳng định đấy là một cái thế mạnh ở tại xã Thượng Trạch, mà giúp cho bà con là phát triển kinh tế. Đồn biên phòng Côn Roang phụ trách 26,5 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào. Đồn giữ gìn an ninh quốc phòng trên 8 bản của xã Thường Trạch mà đồn đóng quân. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ ở đồn đã thực hiện bổn cùng với đồng bào dân tộc Ma Con. Đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc. Quá trình gắn bó máu thịt với đồng bào nơi đây, bộ đội biên phòng đã sát cánh cùng bà con trong phát triển kinh tế, xóa bỏ các tập tục lạc hậu và xây dựng đời sống văn hóa. Có một con đường thời ta đánh đi, có một con đường đi suốt quê hương. Nhớ lúc bom rơi đoàn xe vượt lửa, nhớ những đêm trăng rừng thơm phong lan. Nhớ mắt người em đứng gác bên đường, nhớ lúc hành quân qua dòng suối nắng. Nhớ mọi vui buồn một thời đấu tranh, nhớ một con đường người người chiến công. Đất nước hôm nay đường xa dòng mơ, khúc hát tương lai gọi ta đi. Công trình mãi mãi lòng ta vẫn còn nhắc